ham việc nhẹ lương cao, cô gái ở Long An bị lừa sang Campuchia. Cháy chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân, may mắn không ai thương vong. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố tội sát hại người với thanh niên lao xe vào cảnh sát cơ động. Thiếu niên sinh năm 2011 đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn. Nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích vì sóng biển cuốn trôi ở Đà Nẵng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội với những lời hứa hẹn mật ngọt về việc nhẹ lương cao. Chị PTDN, 19 tuổi, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã không cảnh giác rơi vào bẫy lúc nào không hay. Được biết, chị PTDN, 19 tuổi, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An quen bạn trên mạng xã hội, sau đó được mời sang Campuchia để làm việc nhẹ lương cao. Chị chia sẻ, khi vào mạng, thấy bài đăng quảng cáo nơi đất khách quê người, làm việc lương cao và có thưởng. Sau khi vào tìm hiểu, một phụ nữ tên Yến nhắn tin hỏi thăm, chị này nói sang Campuchia sẽ bố trí bán trà sữa, chỗ ăn nghỉ tốt, sau này sẽ có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình, nên chị N nhận lời. Sống ở vùng đất Thanh Long Bạt Ngàn, xong hết vụ mùa đang thất nghiệp, N quyết định rời quê vài tháng để làm thêm. Nghe hướng dẫn của một phụ nữ quen trên mạng, N chuẩn bị quần áo, sau đó có thanh niên chạy ô tô đến tận đầu đường gần nhà đón. Khi chị ngồi trên xe, vài giờ sau mới biết mình đang ở khu vực biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại đây, chị N đã được một số người lạ mặt đưa sang Campuchia nhanh chóng. Theo chị N, tại xứ người, chị bị một nhóm thanh niên giám sát tại cửa ra vào. Chị cho hay, chị muốn xin về nhà nhưng họ không cho, gọi điện thoại về cho gia đình thì điện thoại đã khóa sóng. Chị phản ứng thì bị những người này hành hung. Sau đó chị giả vờ ngất xỉu mới được gọi điện thoại về nhà. Họ yêu cầu đưa tiền chuộc mới cho về. Ở quê nhà, bà T, mẹ ruột chị N, mất liên lạc với con gái, đã trình báo công an địa phương. Hai đêm sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ con gái. Sau đó có người thông báo hiện N đã ký hợp đồng làm việc, không thể trở về nhà. Nếu muốn chị N về nhanh thì phải chuyển 50 triệu đồng. Bà T than hoàn cảnh khó khăn, bên kia đầu dây chấp nhận giảm xuống còn 18 triệu đồng. Cuối cùng đồng ý nhận 15 triệu đồng. Để con gái trở về nhà an toàn, gia đình chuyển đúng số tiền thỏa thuận. Ngày hôm sau, bà T thuê ô tô lên tận Tây Ninh đón con gái. Tâm trạng vẫn chưa ổn định, có lúc thất thần, chị N nói rằng không chuyển tiền theo yêu cầu của họ thì chưa biết tính mạng vài ngày tới sẽ ra sao. Bởi trong thời gian ít ỏi nơi xứ lạ, chị N chứng kiến bao cô gái bị hành hung. Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5, một đám khói đen đã bốc lên từ căn hộ tầng 8, chung cư mini 9 tầng, một tùng ở quận Thanh Xuân. Vị trí cháy được xác định là tại một ngôi nhà ở phố Quan Nhân, rộng khoảng 7m, sâu 30m. Chung cư mini cao 9 tầng, tầng 1 kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ mini, mỗi tầng khoảng 4 đến 5 phòng. Ngay khi phát hiện khói, chuông báo cháy vang lên, những người sống từ tầng 5 trở xuống nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà. Nhiều người khác chạy lên tầng cao nhất. Các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng triển khai biện pháp cứu hỏa ban đầu. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe chuyên dụng của Công an quận Thanh Xuân và Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an tới làm nhiệm vụ. Ngay khi có mặt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã leo cầu thang từ phía ngoài, tiếp cận ngôi nhà, vào từng tầng tìm kiếm người và lên mái nhà tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm. Lực lượng chức năng đã phong tỏa phố Quan Nhân, đoạn giao với Vũ Trọng Phụng đến phố Nhân Hòa để xử lý đám cháy. Ngay sau đó, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được thống kê. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Liên quan đến sự việc nam thanh niên lao xe vào tổ công tác phòng chống tụ tập đua xe, khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh bị thương 51%. Ngày 19 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Nhật Minh, sinh năm 2002, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về tội sát hại người. Trước đó rạng sáng 25 tháng 4, Minh cùng 4 thanh niên khác đi 4 xe máy trên quốc lộ 1A, hướng từ quận Bình Tân về ngã tư An Sương. Khi vừa qua cầu vượt tỉnh lộ 10 thì cả nhóm dàn hàng ngang chạy tốc độ cao trên làn đường dành cho ô tô. Lúc này, tổ công tác phòng chống tụ tập đua xe và phòng chống tội phạm thực hiện nhiệm vụ. Anh Đỗ Vũ Minh Nam, cán bộ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và anh Văn Bá Hải, chiến sĩ tiểu đoàn 2, trung đoàn cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh ra hiệu lệnh dừng xe.
Tuy nhiên, nhóm của Minh không chấp hành mà tăng ga chạy với tốc độ rất cao. Lê Nhật Minh điều khiển xe lao thẳng vào anh Văn Bá Hải, làm cả hai té ngã xuống đường. Minh đứng lên bỏ chạy bộ trốn thoát, còn anh Hải bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 51%. Tổ công tác phối hợp với công an quận Bình Tân truy xét và bắt giữ Minh vào ngày 26 tháng 4. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM khẳng định tất cả công dân đều phải chấp hành nghiêm các quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngày 19 tháng 5, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn vào chiều tối ngày 18 tháng 5. Nạn nhân là NNH, sinh năm 2011, trú tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, H cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó H bơi ra xa và bị chuột rút. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H đang đùa giỡn, đến khi nạn nhân chìm hẳn, mọi người mới hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thấy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân dưới hồ nước. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và nạn nhân, cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự. Video cảnh nạn nhân chơi với dưới nước được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các em nhỏ và phụ huynh về sự nguy hiểm khi vui chơi dưới nước, cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngày 19 tháng 5, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin ở bãi biển thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn vừa xảy ra vụ đuối nước do sóng biển cuốn trôi khiến hai người tử vong, một người mất tích. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Ông Nguyễn Vũ Đức, trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 5, tại bãi biển thuộc phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, có một nhóm 9 thanh thiếu niên xuống tắm biển tại khu vực đã cắm bảng nguy hiểm cấm tắm và bị sóng cuốn trôi. Sau khi phát hiện vụ việc, các nhân viên cứu hộ đã kịp thời ứng cứu, đưa được 8 em vào bờ. Nhưng có 2 người không qua khỏi, gồm HVT, sinh năm 2012, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, và TDQT, sinh năm 1997, quê tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, và một nạn nhân, TVL, sinh năm 2000, quê Hưng Yên, bị sóng cuốn trôi chưa tìm được. Sáng 19 tháng 5, lực lượng cứu hộ của Ban Quản lý đang phối hợp cùng đồn biên phòng Non Nước và huy động thêm các phương tiện, thiết bị, nhân viên của doanh nghiệp thể thao giải trí biển trên địa bàn tiếp tục triển khai tìm kiếm. Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Vũ khuyến cáo, qua sự cố đáng tiếc này, Ban Quản lý rất mong muốn người dân, du khách khi tắm biển hãy tuân thủ các bảng hướng dẫn tắm, không tắm biển khi có sóng to, không tắm tại những khu vực có nguy hiểm cấm tắm. Người dân chỉ tắm tại những khu vực đã giăng phao an toàn, có nhân viên cứu hộ trực, tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn cũng như hiệu lệnh bằng còi, cờ của nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 19 tháng 5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý vừa bắt giữ hai tàu cá trên đảo đang đưa khách đi tham quan trái phép đảo Hòn Hải. Trước đó lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5, trong lúc đi tuần tra trên biển, tàu của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý phát hiện tàu cá BTH-87758TS công suất máy 20CV, chiều dài 9,2 m do ông Đặng Văn Chánh, 37 tuổi, trú thôn Triều Dương, xã Tam Thành, huyện đảo Phú Quý, chủ phương tiện, đang chở 8 du khách đi câu cá trên biển. Đây là các du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, theo tour đặt trước trên mạng xã hội do anh Nguyễn Văn Biên, 34 tuổi, ở xã Tam Thành, huyện Phú Quý quảng bá trên các trang cá nhân của mình. Gần 5 giờ sau, tàu tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tiếp tục phát hiện tàu cá BTH-96581TS có công suất 515CV, dài 15,1 m do anh Nguyễn Tấn Tài, 35 tuổi, ở Mỹ Khê, xã Tam Thành, đảo Phú Quý, làm chủ phương tiện, đang chở 10 du khách trên tàu, có cả người nước ngoài. Chiếc tàu này đang trên đường đến tham quan đảo Hòn Hải, cách đảo Phú Quý chừng 35 hải lý, và đi câu cá giải trí trên biển, khu vực xung quanh đảo Hòn Hải. Theo điều tra ban đầu, anh Phạm Bé Xin, 38 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang, làm nghề kinh doanh trên đảo Phú Quý, lập trang cá nhân yêu đảo, rồi làm tour, thu tiền đưa khách đi tham quan các đảo, trong đó có đảo Hòn Hải. Thời điểm phát hiện, tour du lịch đảo của người này đã có 12 khách đăng ký tham quan đảo Hòn Hải, có cả người nước ngoài, có đóng tiền phí. Sau đó ông Phạm Bé Xin thuê tàu đưa khách đi tham quan.
cả hai tàu vi phạm trên đều không có đầy đủ các loại giấy phép, đăng kiểm, đăng ký theo quy định và có thu tiền của du khách từ 900.000 đồng đến 4 triệu đồng trên khách. Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã xử phạt 10 triệu đồng trên tàu với các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 5, phát hiện khói bốc lên từ khu vực nhà xưởng trong công ty. Ngay lập tức, người dân và doanh nghiệp kéo vòi nước, các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa, sơ tán tài sản ra bên ngoài, đồng thời báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do bên trong khu vực nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất, nguyên vật liệu từ nhựa, cao su nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe chuyên dụng, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp công an huyện Trảng Bom và người dân dập tắt lửa, ngăn chặn đám cháy. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại lớn. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty CP, mã chứng khoán POV, công bố tình hình kinh doanh tháng 4 với lợi nhuận tăng vọt dù 3 tháng đầu năm sụt giảm. Công ty cho biết, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng trên kW. Điều này khiến sản lượng điện của các nhà máy thuộc POV tăng cao. Ước tính doanh thu bán điện của toàn công ty trong tháng 4 đạt gần 3.240 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, với đóng góp chủ yếu từ nhà máy Cà Mau 1 và 2 cùng Vũng Áng 1. Tổng công ty cho hay, doanh thu này chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế phí tài nguyên và không bao gồm sản lượng, doanh thu ngoài thị trường. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông công lập năm 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2024. Là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới với điều chỉnh quan trọng về danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi. Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội cần ghi nhớ danh mục các vật dụng được mang vào phòng thi, gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê kè, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần lưu ý danh mục các vật dụng cấm mang theo vào phòng thi. Đây là lần đầu tiên quy chế thi quy định rõ các vật dụng cấm mang vào phòng thi, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Nếu mang theo vật dụng trái phép vào phòng thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi. Những thí sinh bị đình chỉ thi sẽ mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19 tháng 5 tại đèo Pren Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng nhận trồng 50 triệu cây xanh các loại. Tính đến hết năm 2030, Lâm Đồng đã trồng 26,3 triệu cây xanh, đạt 52,5% kế hoạch. Để đảm bảo trồng hoàn thành số cây xanh còn lại, trong năm 2024, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu trồng trên 13,6 triệu cây xanh trên phạm vi toàn tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, mỗi cây xanh trồng hôm nay sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ che phủ rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch đã tham gia trồng 2.000 cây thông ba lá và 750 cây mai anh đào dọc tuyến đèo Pren Đà Lạt. Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của tỉnh Tiền Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Lễ hội nhằm đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các loại cây trái đặc sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang
và các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tại lễ hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra như hội thảo chuyên đề nâng cao năng lực, kỹ năng quảng bá trái cây trên các sàn thương mại điện tử, kết hợp với hoạt động live stream, bán hàng, hội thảo xây dựng mô hình chuỗi sầu riêng bền vững tại thị trường quốc tế, hội thảo chia sẻ khóa học dinh dưỡng từ trái cây Việt, giới thiệu các loại hình nghệ thuật ẩm thực, bánh ngọt và pha chế từ trái cây, hội nghị xúc tiến và quảng bá du lịch nông thôn miệt vườn Tiền Giang, công bố bản đồ du lịch số khám phá vườn trái cây nhiệt đới, không gian vườn ẩm thực, cuộc thi món ngon từ các loại trái cây, liên hoan nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây gắn với hoạt động mời dùng trái cây miễn phí theo hình thức tiệc tự chọn, chạy bộ phong trào với trang phục thiết kế tạo hình trái cây, đêm hội tuổi trẻ, tuần hàng trái cây đặc sản tại một số hệ thống phân phối hiện đại trong cả nước. Các hoạt động trưng bày tại lễ hội như không gian trưng bày, giới thiệu và thương mại trái cây, các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm ô cốp các tỉnh thành, kết hợp trưng bày các sản phẩm trái cây và ô cốp của các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Tiền Giang, hội chợ công nghiệp, thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang 2024, lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tỉnh Tiền Giang và trung tâm yến xào Chí Sơn. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.